Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Ngân Hà lọt vào vòng chung khảo dành cho 59 thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Thế giới Việt Nam Miss World Việt Nam năm 2023. Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2023 công bố 59 thí sinh lọt vào vòng chung khảo. Trong đó có tên Nguyễn Ngân Hà, hoa khôi bóng chuyền sinh viên Việt Nam. Để tiến tới vòng chung khảo, Ngân Hà đã phải vượt qua hàng trăm thí sinh tài năng khác tại vòng sơ khảo. Ngân Hà sinh năm 2003, tại Nghệ An. Cô nổi tiếng trong hơn một năm trở lại đây. Cô được biết đến là hoa khôi bóng chuyền giải sinh viên đại học, cao đẳng và khối lực lượng vũ trang liên kết kết nghĩa năm 2022. Mặc dù không trưởng thành từ các câu lạc bộ bóng chuyền chuyên nghiệp, nhưng Ngân Hà vang danh tại Đà Nẵng nhờ tài năng và ngoại hình xinh đẹp. Ngân Hà đang học khoa kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế Đậu học Đà Nẵng. Ngân Hà đạt nhiều thành tích ấn tượng trong học tập như sinh viên năm top 5 học năm 2021 đến năm 2022, học sinh giỏi cấp tỉnh Nghệ An năm 2020 môn hóa học, top 5 đơn nữ tại cuộc thi tìm kiếm đại sứ Đại học Đà Nẵng Miss và Mr. Uni năm 2022, quán quân cuộc thi mô phỏng kinh doanh xe sim Elite Việt Nam năm 2023. Ngân Hà rất chú trọng đến việc rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là bóng chuyền. Đến nay Ngân Hà đã giành nhiều thành tích khủng như huy chương đồng hội khỏe phù đồng tỉnh Nghệ An môn bóng đá, huy chương đồng giải bóng chuyền khối sinh viên đại học, cao đẳng và khối lực lượng vũ trang liên kết năm 2022, hoa khôi bóng chuyền thành phố Đà Nẵng năm 2023, đại sứ giải chạy Grand Prix năm 2022.